thăm tất cả là dạng động viên chị với cả các cháu ạ. Tôi hay lên hay xem tất cả hôm nay cộng đồng mạng ở trên xã hội Việt Nam này chia sẻ đến những cái trang mạng để cho tất cả và các bác ở trên và các là vị lãnh đạo có cái những cái việc gì để chia sẻ để giúp cho các cháu lại công bằng nhá, nhìn nó lại cái tổ chức. Mai tầm độ 11 giờ 11 rưỡi gì đấy anh ạ. 11 giờ. Càng đông nó mới càng xôn xao. Rồi à. 11 giờ làm đúng rồi, cái tầm đấy là mọi người đi làm về đi chợ về. Cứ 11 giờ là dân nó ra, thế thì 11 giờ lại bày ở đây trong này. Ôi sướng quá nhỉ. Không em ơi, cắt điện rồi. Các cứ yên tâm là các trang mà để nơi mua. Thôi các bác cho cháu đi cái. Anh này là rau đen bạn ạ. Mai có ngày kia mới đông. Ngày kia mấy hội về cơ. Hội đông ạ. Cả bên luật sư nhá, cả bên nhà báo nhá, ngày kia là vậy. Vâng. Mai giờ cứ 11 giờ con ngày mai về cũng được cả tốt. Đúng lao dân cũng đón tiếp. Còn bọn cháu là bác cứ yên tâm là nhà bọn cháu từ Hà Nội về đây cũng nhìn thấy cái này mạng ở trên đồng hiện giờ là cộng đồng mạng nó rất là căng. Đúng rồi, căng lắm. Căng hơn cả dây đàn. TikTok thì nó đang mạnh nhất. Đấy. TikTok là mạnh nhất ạ. Còn bọn cháu đang mạnh nhất rồi. Nhiều lắm rồi mà chứ hôm nay có ở Sài Gòn gọi điện ra bảo về đây mà. Đây. Thế đúng rồi. Vâng. Ê bây giờ đâu đi đâu đi phương tiện nào? Xe máy à? Ai ở Hà Nội về cả cái cháu bé kéo xe đây con ơi. Bỏ cái này ra. Thiện đi ra đây. Đi ra đi cải cho thằng Thiện nhé Tú ơi.